Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với My Bay Vlog. Trước khi bắt đầu video này thì mình xin hứa là sau cái đợt mua sắm này để chuẩn bị cho những chuyến du lịch hè phiêu lưu sắp tới thì mình sẽ không mua thêm một cái gì nữa. Và sắp tới thì mình có một cái project khá lớn ở trong đời và ở trên kênh My Bay Vlog. Hy vọng là mình sẽ dồn hết tâm sức cho những dự án đó. Và các bạn hãy subscribe, ấn nút quả chuông để có thể đón xem được những cái dự án lớn sắp có trên kênh và trong đời của mình nữa. Còn cái chuyện mua sắm thì mình xin hứa là sau cái video này sẽ không có một cái video nào mua sắm bạt mạng nữa khác. Thì đây là những thứ mà mình đã mua ở trong video lần này, một túi, hai túi, ba túi. Còn nguyên một chồng như thế này nữa mà không có túi luôn. Và thôi thì cái túi này không có thì mình sẽ mở cái này đầu tiên, đúng không? Thì đây là những item đến từ thương hiệu Jornado. Jornado mình đã có làm một video ở trên clip đó rồi. Cái thương hiệu đó có feedback lại với mình là họ đã bán được rất là nhiều sau khi mà mình đã review sản phẩm trên kênh. Thì mình nghĩ là thực ra ấy, nếu mà họ bán nhiều ấy, bởi vì thứ nhất là đồ của họ thì khá là dễ mặc ấy, nó không có gì độc đáo nhưng mà nó lại dễ mặc và rất hợp với mọi người. Thứ hai là chất liệu cũng rất là tốt. Vì thế mà mình đã quyết định mua thêm một vài sản phẩm của nhãn hiệu này để review cho các bạn. Chưa kể là thương hiệu này lại có sale đến 80% và free ship toàn sàn ở trên Lazada. Và các bạn có thể click vào đường link bên dưới để mua ngay những sản phẩm của Jornado. Thì mình sẽ mở ngay những cái sản phẩm Jornado này trước nhé. Thì đầu tiên là một chiếc áo polo. Mình sẽ mở cái áo này ra cho các bạn xem nhé. Ở đây hôm nay có nhiều quần áo lắm, không chỉ một hãng đâu. Thế cho nên là mình phải tua thật là nhanh. Đây là một chiếc áo polo nhưng mà có phong cách trẻ trung, boy như là kiểu học sinh cấp 3. Thì mình thấy cái áo này khá là xinh và cái chất polo của nó thì phải gọi là đẹp, mát. Kiểu cái lỗ thông khí á, để mà vừa lịch sự nhưng mà vừa thoáng mát trong mùa hè này. Khi mà các bạn nhìn những cái áo điệu mà màu sắc như này á, thường cái chất liệu nó sẽ không được tốt cho lắm. Nhưng các bạn yên tâm, với cái Jornado thì cái chất liệu nó luôn luôn tốt. Cái in của nó cũng rất là tốt, in nó không bị bóng lên mà nó sẽ kiểu in mết vừa phải thôi. Giá của chiếc áo này thì có ở trên tiêu đề. Và cái này có một cái công nghệ nữa, đó là công nghệ Lycra Fiber. Mình nghĩ cái Lycra Fiber này sẽ là một cái chất liệu mà nó mát và nó thoáng. Đây, bạn sẽ có một cảm giác thoải mái, tự nhiên như là cuộc sống. Hay đấy, tí mình sẽ mặc thử cho mọi người xem. Tiếp theo là một chiếc áo t-shirt và in những cái hình bạn mèo như thế này. Đó, xinh không? Thì cái áo này mình dự định là sẽ tặng cho Duy Thẩm. Lúc đặt á, thì mình thấy những con mèo này và mình đã nghĩ đến Duy Thẩm luôn. Vì thế là mình đã mua cho Duy Thẩm một cái t-shirt và hy vọng là Duy Thẩm sẽ mặc vừa chiếc áo này. Và chiếc áo này là áo tặng cho nên mình sẽ không thử nhá. Tiếp theo là một chiếc áo mà rất cần thiết cho mùa hè và đặc biệt là những bạn đi xe máy, đó chiếc áo G-Motion Jornado XL. XL là sai thôi, không phải tên đâu. Thì đây là một chiếc áo chống nắng mọi người ạ. Nên là mình nghĩ là thời tiết này ra đường, kể cả trời mà có nắng gay gắt hay là trời mà nó âm u á, âm u là UV rất là nhiều. Vì thế mà các bạn nên đầu tư một chiếc áo chống nắng như thế này. Nó nhỏ như thế này thôi nhưng mà nó gọi là có võ á mọi người. Mở ra, lôi ra. Đây, chúng ta sẽ có một chiếc áo chống nắng full hoàn toàn. Và khi mặc những chiếc áo chống nắng này vào thì nó kiểu như là nó rất là mỏng ấy, nhưng mà nó có cái công nghệ gì đấy. Nói chung là để chống nắng thì cũng cần phải có công nghệ. Và mình thấy có Jornado này, có Uniqlo này và một số hãng như Canita chẳng hạn thì đều có những cái áo chống nắng như thế này. Và giá thì không hề rẻ đâu nhá. Của Jornado thì mình thấy là giá mềm hơn, mặc thì hoàn toàn rất là thoải mái, các bạn sẽ không bị đổ mồ hôi nhiều đâu. Với là cái màu sắc thì nó cũng rất là nam tính ấy, phù hợp ấy. Nếu mà các bạn nữ theo mình thì hình như cũng có cái loại này của dành cho nữ. Và phải nói là nó rất là nhẹ luôn, sờ vào rất là thích. Và cái sợi nó đan dày, thông khí tốt. Và mình nghĩ là khi mà mua các bạn nên mua nhiều hơn cái nhu cầu của mình một size để cho nó rộng hơn. Và khi mà không mặc nữa thì mình sẽ có thể bó lại. Bó lại rất là đơn giản mà mọi người có thể thấy ở đầu video. Khi mà chúng ta đi ngoài đường vào công sở, ở dưới bãi đỗ xe chúng mình nhét như thế, để cất vào cốp này hoặc cho vào ba lô. Nếu như bạn nào đi Grab á, thì có thể cuốn lại rồi cho vào ba lô. Mà nó chỉ nhỏ như thế này thôi. Vì là đang sale á, và sale thì không chỉ có đồ mùa hè mà đồ mùa đông thì sale cứ phải gọi là siêu siêu rẻ luôn. Nên mình nghĩ là mùa hè là thời điểm thích hợp để mua đồ mùa đông các bạn ạ.
các bạn sẽ tiết kiệm được chi phí rất là nhiều. Và những cái đồ mùa đông này thì mình cứ mua thôi, bởi vì những cái mẫu mình chọn thì nó cũng sẽ, mình nghĩ là nó sẽ không bao giờ bị lỗi mốt, nó là những mẫu cơ bản. Và đồ của Ronaldo thì nó cũng như thế. Và đây, đầu tiên là mình mua một chiếc quần jogger có hai cái dải hai bên kiểu thể thao như thế này. Đây là một cái quần nỉ khá là dày, có chữ Dare to Dream. Gọi là gì? Dare to Dream là hãy chiến với giấc mơ à? Chiến với giấc mơ, đe dọa giấc mơ. Và nó sẽ làm cho mình có một dáng thể thao, và ở dưới thì là ống bóp jogger. Tí mình sẽ mặc cả cây, mình sẽ hy sinh thân mình để mặc cả cây cho các bạn, chứ còn nếu mà mặc thì phải chờ đến mùa thu hoặc mùa đông thì mặc vừa. Và đi kèm với chiếc quần này thì sẽ có một chiếc áo nữa. Thì đây là một chiếc áo cũng thiết kế như vậy, một chiếc áo khoác gió cũng thiết kế như vậy, và cũng có chữ Dare to Dream ở đây. Và nó có mũ, và đây là một chiếc áo khoác, và cái chất liệu thì nó hơi khác một chút. Đây, ở trong là chất liệu gió, lớp lưới gió như thế này. À, so với chiếc quần thì cái nó sẽ bóng hơn một chút, nhưng mà khi mà mặc vào tổng thể thì các bạn vẫn sẽ có một bộ thể thao đẹp mà giá thì rẻ. Thì đây là một chiếc quần jogger bằng kaki màu đen, và có cái túi cargo ở đây, túi cargo ở đây, ở hai bên như thế này. Hôm trước mình có mặc thử một cái quần cargo á và một cái quần jogger thì mình thấy là mình mặc jogger cũng hợp phết đấy, mọi người khen khá nhiều. Thế là mình mua một cái chiếc jogger và kaki này. Cái này thì đảm bảo dễ mặc luôn, các bạn chắc mặc đến già thì nó vẫn thịnh hành và nó hợp mốt, và nó có chun ấy, chỉ cần tròng vào một cái là sau. Nhưng mà đằng trước thì người ta sẽ không để chun đằng trước, người ta sẽ để chun ở đằng sau để cho mọi người đi mặc đi những cái sự kiện mà quan trọng á thì nó vẫn lịch sự đó. Ở dưới thì bo như thế này, đi giày thể thao sẽ rất là đẹp. Và cuối cùng là một chiếc quần phong cách của mình, đó là một chiếc quần kaki. Kaki này là kaki gì mà nó rất là mềm luôn, ống đứng như bình thường. Cái quần này thì nó sẽ ống đứng nên là mình có thể mặc để đi với giày ven, kiểu mà kiểu trượt ván á, sắn gấu lên, đi với giày ven và tất dài. Cái đấy là xong đồ Ronaldo rồi, và mình sẽ mở tiếp cái gì đây, À quên, không thể đứng đây được. Ok, cái này trước. Ok. Vậy thì mở cái này trước. Cái này mở trước cũng hợp lý bởi vì nó cũng ít ấy. Thì đây là một chiếc túi của Calvin Klein Underwear. Thì nghe tên là các bạn biết rồi, và nhìn tiêu đề và nhìn ảnh bìa thì các bạn cũng biết rồi. Đây là một chiếc quần lót, quần zip. Quần zip của Calvin Klein. Và nói đến quần mặc trong thì Calvin Klein chắc là không cần phải nói nhiều nữa, nó như là một biểu tượng của quần trong vậy. Và ai mua quần Calvin Klein thì cũng cố mặc để cho nó lòi ra cái lưng quần như thế này. Và chưa kể nữa là cái phiên bản này là phiên bản CK50, tức là phiên bản hình như là kỷ niệm 50 năm của cái thương hiệu này hay sao ấy. Và mình đã từng thấy Justin Bieber mặc cái quần này rồi và mình thấy nó rất là đẹp, vì thế mà mình đã mua một chiếc quần này cho giống Justin Bieber. Nói chung là mình rất là thích phong cách của Justin Bieber. Nó kiểu bụi bụi, mọi người bảo là mặc như kiểu là ăn xin, xòe xòe như là ăn xin, nhưng mà mình thì thấy nó rất là chất. Bởi vì là khi mà mình đã chọn cái phong cách mặc ăn mặc đó thì mình không cần phải sợ bất cứ ai, không cần phải sợ bất cứ ai đánh giá nữa. Bởi vì là cái sự thoải mái và giải phóng cơ thể của mình là cái điều tuyệt vời nhất mà mình đã có. Và nói thật nhá, mặc xuề xòa như ăn xin kiểu như Justin Bieber không có dễ đâu. Ok, và cái quần này thì có giá là 391.000. Cái bộ sưu tập Calvin Klein CK50 này còn có nhiều cái item khác nữa, ví dụ như là chiếc quần dài này, rồi cái áo này, bộ đồ của nữ nữa mình thấy cũng rất là chất. Có Justin Bieber và vợ mặc, ôi rồi ôi, cứ phải gọi là mê luôn ý. Và tất nhiên là mình sẽ không bì được rồi, và mình cũng không mặc ra để chụp như Justin Bieber được. Tiếp theo thì là một cái túi của local brand là đề cao, nhưng mà nó không hẳn là đề cao mà nó là Audex các bạn ạ. Audex là gì? Audex thực ra là đề cao viết ngược lại thôi, nhưng mà nó cũng mang đến một cái ý nghĩa mình thấy khá là hay. Cái này là được bên đề cao gửi cho tặng cho mình ạ, chứ không phải mình mua. Thì Audex theo mình làm viết ngược, nhưng mà nó có một cái ý nghĩa rất là buồn cười ấy. Và đây, người ta cũng để cái biểu tượng kiểu đảo ngược lại ấy. Rất là buồn cười là Audex thì viết ngược của đề cao, nhưng mà mình có thể dịch là áo
ao, áo deck, tức là áo đề cao, tức là deck này là viết tắt của đề cao, còn cái chữ ao này thì là sẽ dùng cho từ áo. Và theo như mình biết thì đề cao có thể là họ sẽ nhập đồ, họ sẽ tự làm đồ, nhưng bây giờ bên đề cao, team đề cao họ đã tách ra một cái mảng riêng để chuyên thiết kế đồ local brand, thì họ gọi đó là ao deck. Và đây là một trong những bộ sưu tập mới nhất của họ, thì họ đã collab với một hãng rất là danh tiếng trên toàn thế giới, đó chính là Pepsi. Đây là một sự collab thật sự, bởi vì Pepsi thì có chương trình collab với những local brand Việt Nam và đưa đến những cái outfit mùa hè mà trendy rồi phù hợp với giới trẻ, nên mình thấy cái cách làm của Pepsi nó rất là hay và nó rất là địa phương, rất là hợp xu hướng của giới trẻ. Và Pepsi thì không chỉ kết hợp với một thương hiệu local brand là đề cao để làm ra cái áo deck này, mà còn kết hợp với Lider, rồi kết hợp với một số hãng nữa mà mình có thể để hình ở đây. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem là đề cao đã làm gì với xu hướng Pepsi của 2020. Ok, thì đây là cái hộp họ gửi cho mình. Mình đã đóng lại để mở hộp thôi, chứ còn lúc mà họ gửi thì nó sẽ đẹp hơn nha mọi người. Nhưng mà thôi, bỏ qua cho mình đi. Thì đầu tiên là một chiếc mũ bucket có in chữ Pepsi và chữ Audex ở đây. Kiểu như là cái mũ này sinh ra để dành cho mình ấy. Mình cũng thích những cái mũ có màu be và nó đơn giản như thế này, và nó khá là thích vì nó có thể trùm được hết, gần như hết mặt của mình, đội vào là không nhận ra luôn ha. Tiếp theo là một chiếc áo t-shirt có cổ pyjama như thế này. Chiếc áo như thế này đẹp lắm. Áo này mình thấy ở ngoài trông rất là đẹp, và cái chất liệu vải thì mình nó không thật sự mềm, nhưng mà được cái là nó sẽ giữ đứng cái form. Đây, ở bên thêu một cái chữ rất là hay luôn, kiểu chữ Audex Pepsi Ao. Sao ở dưới thì là cái tem màu blue của đề cao rồi. Và cái áo này thì mình cũng nghĩ là các bạn nên mua rộng hơn để mặc kiểu oversize á. Và cái này là unisex, nam nữ mặc gì đều đẹp. Ok, tiếp theo là một chiếc quần cũng là dành cho mình luôn á. Tự nhiên đề cao lại đi thiết kế đồ cho máy bay vlog ấy. Kiểu đây, một chiếc quần ống rộng các bạn. Ống rộng thùng thình và có một cái logo Audex Pepsi ở đây rất là hay. Và các bạn có thể nhìn thấy ảnh mình mặc cái outfit này ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, và ở trên Instagram của mình nữa, các bạn nhớ follow nhá. Rồi ok, đây mới chính là những outfit mà phù hợp với mùa hè nhất. Thì đầu tiên là một chiếc mình mua ở trong H&M. Thì đầu tiên là một chiếc mũ lưỡi chai mới của mình này mọi người. Thì cái mũ này là được collab với bộ phim Friends. Các bạn đã xem Friends chưa? Chứ mình chưa xem bao giờ. Nope. Nhưng mình rất thích cái logo này và rất thích cái màu tàn thuốc này, màu lông chuột này, và đội vào thì khá là hay á mọi người. Và một điểm hay nữa là cái mũ này thì nó ở trong gian hàng nữ các bạn ạ. Mình không hiểu là tại sao một chiếc mũ đẹp và nam cả nữ có thể đội được mà lại chỉ để ở trong gian hàng phụ kiện nữ. Mình nghĩ là khi mà mọi người đi H&M á, mọi người không nên ngại để đi vào những gian hàng nữ để mua được những cái phụ kiện mà có thể dùng được cho cả hai giới. Có chăng là mặt mình hơi to và cái mũ này thì hơi bé thôi, nhưng mà không sao. Mùa hè thì đội ít như thế này thôi ấy, cho đỡ nóng. Tiếp theo thì mình sẽ có một chuyến đi biển, vì thế là mình đã mua hai chiếc quần bơi. Thì đây là một chiếc quần bơi màu đen cơ bản và dễ mặc. Và các bạn ơi, tại sao phải mua quần bơi? Bởi vì quần bơi nó thiết kế ra để bơi và nó rất nhanh khô, nó không bị dính cát, và ở trong thì nó sẽ có một lớp lưới lót như thế này luôn. Đi bơi không nên mặc hai quần nha mọi người. Ok, đây là một chiếc quần bơi màu đen, rất là dễ mặc. Và tiếp theo là một chiếc quần bơi chim cò phong cách tropical. Đây, cái quần này thì mình nghĩ là ai mặc quần bơi cũng có một cái đúng không? Thì cái màu này là nó mùa hè nhất, nó cơ bản nhất trong mùa hè. Đây là mình cũng thích cái quần này. Thì quần này là có được sale còn 300.000. Cái quần này thì không sale nhưng mà nó nhỏ với nó ngắn thì nó cũng là 300.000. Ok. Và cuối cùng là một bộ tất lười. Cái này thì có giá là 300.000, nhưng mà một pack của nó là 1, 2, 3, 4, 5. 5 đôi tất có giá là 300.000. Thì mình thấy cũng đắt đấy nhờ, chả rẻ lắm. Là cũng 60.000 một đôi ấy, nhưng mà thôi, không sao. Và khi mà các bạn đi mua tất ở H&M thì các bạn đừng có lấy bừa nhá. Các bạn phải xem theo cái cỡ giày của mình này. Thì như thế này họ ghi là từ cỡ 7 đến cỡ
cỡ 7,5 đến cỡ 9 là dành cho các bạn đi size từ 40 cho đến 42. Thì sẽ các bạn mua tất đúng size nhá, để nó không bị chật bí chân và nó sẽ không bị rộng. Đó, ok. Và đã hết rồi. Và đó là những item mà mình đã mua để bắt đầu cho một kỳ nghỉ hè năng động sắp tới. Và sắp tới thì mình sẽ có nhiều chuyến đi, nhiều dự án rất là lớn ở trong đời và ở trong kênh của Máy Bay Vlog. Vì thế mà mọi người hãy nhớ subscribe và bấm vào nút quả chuông để có thể đón chờ những cái nội dung như thế. À, để đón chờ những nội dung quan trọng trong kênh của mình và trong cuộc đời của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Nhớ like, share video nữa nhé. Bye bye.